Chào các bạn, bài 24 chúng ta sẽ làm việc với CSS, tức là style ở trong cái React. Thì chúng ta có hai cách để làm việc với style. Một là chúng ta tách ra thành file riêng, hai là chúng ta viết inline giống như ở trong cái CSS HTML thôi. Thì ví dụ ở trong này thường thì chúng ta sẽ chia ra với một cái component. Thì nếu có CSS thì chúng ta sẽ vứt nó vào trong. Và chúng ta cũng viết thêm một cái file person .css và riêng như vậy thì chúng ta sẽ phải chỉnh lại một chút cái component person xong rồi đến person đó. Thì với thằng CSS này, ví dụ chúng ta có một cái class class name là gì, chúng ta sẽ viết cho nó bên này person đúng không, which bằng 60% của cái màn hình thôi, đúng không? Border một solid và thêm màu vào nữa. Ok, màu xám. Ok, margin là cái khoảng cách so cái khối đấy so với thằng khác, ví dụ auto đi, editing 10 px đi. Ok, thì khi chúng ta import vào thì chúng ta sẽ phải import person js, không chỉ ra cái gì cả, import tất, và chúng ta class name sẽ bằng, nó sẽ là nhận được cái class person ở bên này. Đó. Chỗ này thì chúng ta không thể viết thế này được mà chúng ta phải viết nháy bình thường đó. Thì chúng ta ăn chúng ta nhìn thấy cái class này thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó đang có border đây. Đó. Ví dụ chỗ này chúng ta muốn chỉnh lại cái margin top là 10 px đi. Left top với lại down 10 px. Left cũng 10. Đó. Take align center. Ok. Margin %50 đi. Auto. Auto thì nó sẽ tự căn chỉnh ở giữa. Đó. Thì đấy chính là cái ở chỗ này cho 50% thôi. Thì sẽ co vào đó. Thì đấy chính là cái mà chúng ta có thể sử dụng được các cái class, chúng ta có thể viết nhiều các class khác nhau ở trong cái file này. Thông thường thì mỗi một cái component thì chúng ta sẽ có một cái file CSS riêng cho cái các component chung, component riêng của những cái CSS riêng của component đấy. Còn nếu chúng ta muốn viết cho chung cho hệ thống thì thông thường ta sẽ để chung trong phần share là phần file app.css. Thì app.css nó cũng được import vào trong thằng này. Ví dụ chúng ta muốn viết cho thằng các cái behavior chung, muốn consistent cho toàn bộ hệ thống thì chúng ta sẽ viết trong app.css. Còn những cái thằng nào viết riêng thì nó sẽ nằm riêng. Như đây các bạn nhìn thấy, các bạn kiểm tra cái DOM này. Cái này thì không ra đâu. Bạn nhìn nhé, cái file CSS, cái toàn bộ CSS của chúng ta nó sẽ được bundle vào đây. Đấy, class thì nó đổi class name thành class. Thì cái tên class person này thì nó sẽ nằm ở trong trong phần thẻ head đây. CSS cho body này, cho code này, app này. CSS có person đây thì nó dịch ra thành CSS bình thường đây. Đó. Đấy là cách đầu tiên là chúng ta sẽ viết theo dạng file. Cách thứ hai thì chúng ta có thể khai báo dưới dạng cho cái ví dụ chúng ta viết cho riêng cái thằng cái title này đúng không? Đó. Đó, thì chúng ta sẽ gán vào đây.
Đó, thì chúng ta sẽ xem cái title của nó màu đỏ luôn. Đó. Phone wait. Đó, bold lên. Thông thường CSS thông thường thì nó sẽ là full gạch ngang weight, nhưng mà trong thằng này thì nó sẽ bỏ dấu gạch ngang đi và nó sẽ cộng lại thành chữ hoa như này. Đó, thì đấy chính là cách chúng ta viết inline. Cái inline này thì nó sẽ dùng riêng cho thằng đấy thôi, nó không muốn share ra thì nó sẽ dùng viết như này. Thì cách này thực ra là không khuyến khích, và nên chúng ta tách code CSS và code HTML ra, code JSX ra thì nó sẽ chuẩn hơn. Đó, thì chúng ta nên viết như này thì nó sẽ dễ tìm. Còn cái nào viết chung cho toàn bộ cái, ví dụ như là bây giờ chúng ta viết cho tất cả các button này, đúng không? Thì chúng ta sẽ viết vào trong cái app CSS này. Thì chúng ta viết, ví dụ chúng ta viết cho button như là chúng ta viết cho HTML thôi. Nếu cho element thì chúng ta không có dấu chấm hay dấu tăng gì cả. Class thì mà dấu chấm. Ví dụ như border bằng 1x này, solid này, blue này. Đó. Color thì bằng red. Đó. Bạn nhìn đấy, blue red. Đó. Thì đấy chính là cái cách mà chúng ta viết cho chung chung cho toàn bộ cái thì chúng ta có thể viết như CSS bình thường khi mà chúng ta tách ra. Còn nếu mà khi chúng ta viết ở trong inline ấy, thì chúng ta viết theo cái cú pháp của thằng thằng object của thằng React.js. Thì đấy chính là hai cái cách khác nhau để các bạn nắm được cái cách viết này rất quan trọng. Thì các bạn hiểu, thực ra thì ít khi mà các bạn custom riêng, đa số các bạn dùng template thì nó đã có những cái CSS tập trung rồi, chúng ta chỉ việc dùng thôi. Còn cái nào mà chúng ta cần custom thì chúng ta cần nên hiểu để chúng ta custom.